Thưa quý vị, ngày 8 tháng 8, đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Vũng Tàu do ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Thắng Nhì sau khi địa phương này ghi nhận 27 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực phong tỏa vào ngày 7 tháng 8. Các ca F0 chủ yếu xuất phát từ nhóm công nhân bốc xếp làm việc tại cảng cá phường 5 và xí nghiệp tàu thuyền. Phường Thắng Nhì hiện có hơn 6.000 hộ với khoảng 23.000 dân. Sau khi thực tế tại địa bàn, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu ra quyết định phong tỏa toàn bộ khu phố 3 của phường Thắng Nhì từ 0 giờ ngày 9 tháng 8, yêu cầu người dân trên địa bàn phường Thắng Nhì hạn chế ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường lập danh sách và xét nghiệm trên diện rộng toàn bộ với người dân trong phường để nhanh chóng tìm và đưa F0 đi điều trị kịp thời. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã kết thúc. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.